Ngô Tất Tố là một nhà văn, nhà báo, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam. Trong suốt cuộc đời của mình, Ngô Tất Tố luôn lựa chọn dấn thân tiến bước trên con đường viết lách. Từ cựu học chuyển sang tân học, tác giả đã cho biết bao thế hệ độc giả thấy được sức sáng tạo văn học của một nhà văn tiên phong sáng lập và phát triển trào lưu văn học mới, văn học hiện thực. Ngạc nhiên bởi sự vững vàng trụ lại ở hàng đầu những cây báo hút chiến, mang tư tưởng tân tiến, góp phần thúc đẩy sự chuyển mình mạnh mẽ của báo chí nước nhà, và nể trọng bởi bút lực dồi dào trong việc dịch thuật, khảo cứu. Những tác phẩm của Ngô Tất Tố vẫn còn giữ nguyên giá trị văn học và xã hội cho đến ngày hôm nay. Tiếp theo hai cuốn sách lớn, Tổng thư mục Ngô Tất Tố xuất bản năm 2011 và Tổng tập tản văn Ngô Tất Tố xuất bản năm 2012, nhóm nghiên cứu và biên soạn về Ngô Tất Tố cộng tác với nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách Chân dung Ngô Tất Tố, phiên bản rút gọn. Chân dung Ngô Tất Tố đã hệ thống lại toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Ngô Tất Tố, vẽ nên một bức tranh toàn diện và sinh động nhất về chân dung một nhà văn, nhà báo, nhà văn hóa lớn qua danh mục các tác phẩm đã công bố, đã được đăng báo, in thành sách trong 3 phần tư thế kỷ vừa qua, cùng những tư liệu quý giá mới được phát hiện của nhóm nghiên cứu và biên soạn. Đồng thời, nhóm nghiên cứu và biên soạn cũng đính chính lại những thông tin chưa chính xác về nhà văn, nhà báo Ngô Tất Tố. Cuốn sách còn có nhiều hình ảnh minh họa được lấy từ bộ ảnh tư liệu gia đình của nhà văn. Sự nhỏ gọn của cuốn sách Chân dung Ngô Tất Tố, phiên bản rút gọn, tạo thuận lợi cho việc tra cứu và nhận biết một cách chính xác các tư liệu về tác gia, tác phẩm Ngô Tất Tố.